Vậy lấy cái bọc theo nặng mình sọt cho cái tay á, mình bẻ để ý không có bưng cái gỗ lên được. Cái xề cái lòng cũng nặng hơn là ta ý nữa. Ê ê ê ê, đây trái này chín hơn trái bữa nãy nữa nè, chín cái chim ăn nè. Ý sẽ đổ vô cái xề nè, đây bẻ nhiêu được rồi cả nhà, bẻ họ bưng không nổi luôn. Rồi, cô chú anh chị và các bạn vô thưởng thức những trái sữa, vú sữa đầu mùa cùng Nhí nghe. Nhí xin chào cô chú anh chị và các bạn nghe. Thì bữa nay Ý không có nấu làm đồ ăn nữa, thì Ý mời cô chú anh chị và các bạn đi vô vườn Ý đang thu hoạch vú sữa nha cả nhà. Thì trong vườn Ý có vú sữa, có cóc, có sỏi này kia, thì có gì mình thấy đó cả nhà thu hoạch mà mời cả nhà thu hoạch cùng Ý nghe. Đầu tiên thì Ý sẽ dẫn cả nhà đi thu hoạch vú sữa. Đây, nhảy tới mấy cây vú sữa lận. Trước cửa chảy ít nhiều cây lắm. Ý để cái sệ đi đi. Đây, đứng đây là thấy rồi nè cả nhà. Ý chọc luôn nè. À, chín rồi nè, nó bóng bóng như là chín nè. Vú sữa này gọi là vú sữa dây, ý ba ý chậm vú sữa dây cái gì á, nó bóng như là chín nè, không phải như tím. Vú sữa tím thì nó chín nó mới tím, vú sữa này chỉ cần bóng là được. Vậy lấy cái bọc heo nặng mình sọt cho cái tay á, mình bẻ để ý không có bưng cái gỗ lên được. Cái xề con chó nó sửa hoài á. Trái này còn ngon chứ sao đụng vô cái nó. Cái lòng cũng nặng hơn là ta ý nữa. Ê ê ê ê, đây trái này chín hơn trái bữa nãy nữa nè. Ý kiến cái đầu máy của anh đi. Thôi sủa hoài. Rồi không gà không đi ra. Nó bị khô quá không gãy không đi ra thăm á. Chín cái chim ăn nè. Vú sữa này dạng vú sữa dài á cả nhà, nên là trái nó dài sọc, nó không có tròn như vú sữa của người ta. Nổ trái chà bá luôn. Nó cứng quá cái nó. Nè, chà bá luôn. Ở giờ này cháo mà mình không nhìn thấy rõ luôn. Rồi ý chọc một mớ một rồi đem xuống được rồi. Tại vì nó cũng
lỗ hết cả nhà. Cái chỗ mà trái nhiều quá không khi nào mà có lá nhiều. Chỗ lá nhiều thì ít xíu trái à. Để lọng này đi xuống. Ê, ê, nó... sẽ đổ vô cái xài nè. Đây. Đó. Thấy hàm chưa? Vậy xem đi vô kiếm mà. Vô vườn coi thử còn trái nào không nữa nha. Thì ý sẽ mời cả nhà vô bẻ cái gốc cái xài mùa này ra nhà cái bị thắt mùa rồi, không có trái. Chỉ có cốc có trái. Cốc không ăn riết mà nó chín luôn à. Nó. Cốc này gọi là cốc kiển đó cả nhà. Nó lên trái gì là nó già nè. Hồi đó cái chùm này nè. Nó. Nó rụng mà thấy ham luôn. Cái này vô đổ mô mình ăn không hết. Cái mình làm gì không cả nhà. Ngâm đường. Cốc ngâm đường. Cái cốc nó nhỏ nhưng nó có vỏ nè. Nhất là chỗ này nè. Đây trên đây cho cái nhà xem nè. Để chọc cái chùm này xuống. Tại vì phất lá dừa rồi nên là có khi cả nhà không thấy. Đây trái nè. Rồi, bẻ nhiêu được rồi cả nhà. Bẻ họ bưng không nổi luôn. Giờ ý cũng nhảy cũng có nè. Mà dạng giống như là trên cái vườn nó khô quá nên là trái đậu trái không có nhiều. Nắng quá cả nhà. Ý cũng bẻ cốc xong rồi thì ý cũng dẫn cả nhà đi tham quan những cái cây vú sữa ngang chạy của ý đó. Chở ý hay thường ăn chỗ này nè cả nhà. Đây trái bữa nay được bê lớn nè. Ở đây thì trái nó sẽ mọc ra sau á, đậu trái sau nên là trái được bê lớn rồi nè. Này ở đây mấy trái này bự hơn nè. Nè đây là chùm chùm luôn nè. Đây. Này là cây này gọi là cây vú sữa xay dây hay gì á. Này cây vú sữa bự ở chỗ ngay cái chạy ý luôn. Cũng cao lắm. Mà nó cũng đậu một lượt với cây vú sữa dây nè. Đây. Nó cũng mới là có đậu. Chú anh chị các bạn vô thưởng thức những trái sữa vú sữa đầu mùa cùng với nghe. Thì ý cũng đem đem vô nè, mấy trái cốc này ý cũng đem rửa rồi nè, ý rửa một mớ chưa rửa. Thì ý ở đây ăn cốc á, thì ý ăn với phần muối ớt xanh. Để đổ muối ra cái chén đi. Rồi, đầu tiên là mời cả nhà thưởng thức vú sữa cùng với ý. Nè cả nhà, cái phần vú sữa này á, cái trái nó bóng bóng vậy nè, là vừa chín tới gì là ăn ngon rồi nè. Còn cái màu là hơi đen sậm gì nữa, nó muốn qua cái màu hơi tím tím á. Cái nhà thấy không, hơi tím tím hay vàng nhảy của không gành á. Cái này là màu như màu nguyên thủy rồi. Là cái trái này nó quá chín rồi nè. Dĩ sẽ chẻ cái trái vú sữa ra làm hai. Vú sữa nhà chậm quá thì cái trái nó không bự bằng vú sữa của người ta bán hết á nha. Nè. Thấy mà chợ người ta bán cái này cũng có bán vú sữa lai gai đó, nhưng trái của người ta bự bự không à.
mời cả nhà. Chú sữa của mình trồng nhà với bấy nó nhỏ nhưng nó có vỏ, nó rất là ngọt luôn á, nó ngọt thanh luôn á. Cái da nó mỏng. Đây, cái chọc nãy mà nó rớt trên cái gọi là cái gì ta? Cái lòng á mà nó nứt luôn nè. Nó dập luôn rồi. Trái chim ăn đi bỏ đi. Để ý thử cái trái mầm. Thì nó muốn hơi cho cả nhà xem nè. Nó chín quá nó không hư mà nhưng chín nó trái này để khoảng tầm khoảng 2-3 ngày nữa nó khô trên cây luôn, giống như mấy trái nãy cái trái mà nãy bỏ vậy đó. Mà nó chín quá nó sẽ bị khô quá. Cái phần sữa nó đúng ngọt luôn á. Đúng ngọt luôn. Ê dạ, ăn ngọt chứ. Ăn cấp sao là cái mùi lệ hạ nó rất là chua. Cấp này thì ý để nguyên vỏ ăn luôn, ý không có gọt. Gọt cái phần đen đen này được rồi. Cái này cái giọng tiếng ý khắp khắp á, vô thời tiết với cả nhà nên là hay bị đau họng với ho. Mời chanh không có nhiều muối. Cái trái này hơi già nè, nên nó có cái cùi nè. Ăn cắp mà chấm muối này là đúng ngon luôn. Rồi trái này sẽ gọt phần vỏ bỏ đi. Hình như là nguyên cái nia cắp quế chỗ trong đây á. Nó già hết mẹ rồi, không cho nó nào non chứ.
sang phần cốc chín như thế nào nha. Cốc non cái trai để chín lắm, còn ý để tới chín luôn. Mời thêm nữa nha. Nó mềm mềm chứ nó không phải như là cốc chín mà dạng cốc già, cốc bự của mình á. Cốc bự của mình nó chín thì nó hơi có bột bột. Còn cái này thấy không có gì chứ. Nó mềm, nó giống như là bị chín héo nha. Không chua à. Mà nó hơi lạc lạc. Cho nó không có ngọt như là trái cốc chín bự của mình. Nhí, cảm ơn cô chú anh chị và các bạn xem hết video thưởng thức những trái cây trong vườn của Nhí. Vậy